Nhiều bà mẹ cho con bú không nhận ra nguồn sữa mẹ có thể giảm đột ngột do nhiều nguyên nhân khác nhau. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc nuôi dưỡng và chăm sóc con nhỏ. Ngay sau đây, hãy cùng tìm hiểu 4 nguyên nhân khiến sữa mẹ bị giảm để các mẹ có cách khắc phục nhé. 1. Ống dẫn sữa không đủ. Ngực của phụ nữ phát triển theo những cách khác nhau do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu nguồn sữa mẹ của bạn ít, bạn có thể thiếu mô tuyến đủ để đáp ứng nhu cầu của em bé. Các ống tạo sữa này phát triển trong thời kỳ mang thai và cho con bú sẽ kích thích sự phát triển của nhiều mô và ống dẫn hơn. Bạn có thể thực hiện một số bước nhất định để tăng sản xuất sữa mẹ, bao gồm cả việc uống thuốc và hút sữa theo chỉ định. Tuy nhiên, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị nào. Ngay cả khi nguồn sữa của bạn ít, bạn vẫn nên tiếp tục cho con bú vì sữa mẹ giúp hỗ trợ nhu cầu dinh dưỡng, phát triển trí não và hệ miễn dịch của trẻ. 2. Gặp các vấn đề về sức khỏe. Tình trạng của tinh thần và thể chất cũng như sức khỏe tổng thể của bạn có thể ảnh hưởng đến nguồn sữa mẹ của bạn. Khi bạn có một hệ thống hỗ trợ khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, khả năng sản xuất sữa mẹ của cơ thể cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, nếu bạn luôn kiệt sức, căng thẳng hoặc mắc bệnh không được điều trị, bạn có thể bị giảm nguồn sữa đáng kể. Nuôi con bằng sữa mẹ và phục hồi sau khi sinh có thể mệt mỏi, do đó điều quan trọng là phải nghỉ ngơi đầy đủ để giúp cơ thể sản xuất đủ sữa cho con bú. Tình trạng thiếu năng lượng và mệt mỏi trầm cảm sau sinh có thể cản trở quá trình sản xuất sữa mẹ. Một số mẹo để khắc phục sự cố này bao gồm cho con bú khi nằm hoặc gác chân lên. Khi bé ngủ trưa, bạn cũng hãy làm như vậy. Ngoài ra, đừng bỏ qua bất kỳ vấn đề sức khỏe hoặc nhiễm trùng nào có thể cản trở quá trình sản xuất sữa mẹ của cơ thể. Nếu nghi ngờ tình trạng ít sữa là do tình trạng sức khỏe, bạn cần đến bác sĩ thăm khám để được điều trị an toàn và hiệu quả. 3. Chế độ ăn. Ngoài việc ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của bạn, thói quen ăn uống cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn sữa mẹ của bạn. Ví dụ, một số loại thảo mộc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc sản xuất sữa mẹ như là bạc hà, hoa nhài, mùi tây, cỏ thi hay là rau kinh giới. Nếu nguồn sữa mẹ của bạn ít, bạn nên ăn uống điều độ mỗi ngày. Bạn cũng có thể kết hợp một số siêu thực phẩm cho con bú vào chế độ ăn uống của mình, chẳng hạn như hạnh nhân, rau lá xanh đậm, đậu xanh, bột yến mạch, có các đặc tính và chất dinh dưỡng hỗ trợ sản xuất sữa mẹ. 4. Lối sống không lành mạnh. Một số thói quen lối sống hàng ngày có thể cản trở nhiều đến việc sản xuất sữa mẹ như sử dụng quá nhiều caffeine, hút thuốc lá, dùng đồ uống có cồn. Vì vậy, các mẹ hãy chú ý xây dựng một lối sống lành mạnh tích cực để cơ thể tăng khả năng sản xuất sữa và loại bỏ những thói quen xấu. Nhìn chung, việc sản xuất sữa mẹ của bạn sẽ đáp ứng nhu cầu của một đứa trẻ. Nếu trẻ bú nhiều hơn, bạn sẽ sản xuất nhiều sữa hơn để đáp ứng nhu cầu của trẻ. Ngược lại, nếu trẻ bú ít hơn thì lượng sữa của bạn cũng sẽ giảm. Hãy để cơ thể ở trạng thái được nghỉ ngơi thoải mái nhất để dòng sữa cho con yêu luôn được cung cấp đầy đủ nhé.